Nè. Hay quá. Giờ quá. Nữa đây. Dọn lấy đây, dọn lấy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đồ của mình tại sao hả? Thử nghiệm thành công rồi, cứ chờ đó. Cái ngày mà viên đá A sao quay trở lại với ta không còn xa nữa đâu. Chán ghê á. Mấy ngày nay không thấy hai tên ngốc kia đâu hết. Chán quá. Chán quá đây. Mệt mỏi ghê. Giờ mới về hả? Ê, nghe ta nói gì không hả? Thằng nhóc kia. Buồn ngủ quá. Ủa, thần kỳ quá nè. Đây là viên bảo thạch thiệt hả? Ồn ào quá. Cậu ta lấy cái này đâu ra vậy ta? Mau lên, đem nó treo trên cửa thôi. Đi thôi. Âm thanh của nó phát ra đó hả? Làm gì có chuyện đó. Người tưởng tượng quá nhiều rồi. Ồn ào quá đi. Chắc là tiếng ở bên ngoài hả ta? Thì ai chả biết chuyện đó chứ. Ủa đó là cái gì? Ngươi biết cái đó là cái gì không? Ta hỏi nhà ngươi đó. Cái gì vậy? Ủa sao mà nó khóc vậy ta? Chắc là có chuyện gì ở trong đó rồi. Không biết. Ha, ngươi thì biết cái gì? Đi thôi, mau đi. Cái này không có phù hợp với người tri thức như mình. Không có gì hay hết. Thôi ta về trước đây nha. Không không. Không phải nó. Cũng không phải nó. Tên xanh lè kia. Chuyện này là sao? Ngươi đó, ngươi giấu bảo thạch của ta ở đâu vậy chứ? Màu tím, đứa nào màu tím? Nó chán nên bỏ về trước rồi nữ hoàng. Cái gì vậy chứ? Các người đúng là một đám vô dụng, không làm gì ra hồn hết á. Nhưng mà việc này khó lắm thưa nữ hoàng. Nữ hoàng thật sự không biết cái gì hết. Cái gì hả? Ngươi được nhận. Hay quá, hay quá. Cái tên xanh lè kia, mang viên bảo thạch về đi. Mang viên đá màu xanh đó về đi cho ta. Đá màu xanh. Đá màu xanh. Ê,
Thì ra chuyện là vậy hả? Mình còn không hiểu nó nói gì nữa. Heo chém cư xử lạ trong lều rất đáng nghi. Quá tuyệt quá, nghe thấy mùi kịch tính rồi. Mori. Viên đá màu xanh. Mori, lại đây nghe chuyện này đi. Agu nói là Mori. Đi thôi, đi thôi. Màu xanh, viên đá màu xanh. Mọi người làm gì vậy? Cái đó là của ta. Kỳ lạ thiệt đó, sao Mori lại thành ra như vậy? Cái rạp xiếc đó đáng nghi thiệt đó. Còn viên đá này, chúng ta phải giữ lấy. Vụ án lớn rồi đây, thiệt là hào hứng. Thám tử lần danh chi đi, xuất phát nào. Trợ lý, chúng ta đi thôi. Lại cái trò này nữa, chán phèo hả? Cái dáng người kia hiếm thấy lắm à. Ai mà quen quá vậy ta? Là ai vậy ta? Có được hả? Không phải, không phải. Không phải, không phải, không phải. Là heo chép hả? Agu à, đó là heo chép đó. Agu. Cùng mắt ở xa của ta cuối cùng nó cũng trở về. Mori à, ngươi làm gì vậy hả? Đó là của ta mà. Bảo là ngươi đã về với ta. Cuối cùng thì ta Cuối cùng thì nó đã quay trở lại sau cả ngàn năm. Sức mạnh Asa của ta, sức mạnh, ta đã cảm nhận được sức mạnh đang trở lại. Mau nhanh lên, đi thôi. Hay quá đi. Nó lấy bảo thạch, bắt lấy nó. Bảo thạch. Tức thiệt mà. Đỉnh của chó. Ủa? 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 Ủa?
Được rồi, giờ thì không ai có thể cướp nó nữa. Sức mạnh Asha sẽ chỉ thuộc về một mình ta thôi. Bực mình quá của ta mà. Thôi được rồi, thứ đó cũng không quý giá tới mức vậy. Ta đi về nhà đây. Muốn đi về chung không? Đi thôi, đi thôi. Ông chờ ta với. Đều là đồ giả, hai đứa nó dám lừa gạt ta sao? Ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Đúng rồi, để lại mấy con vật đúng là sáng suốt mà. Cho ngươi luôn á. Ăn từng cái một thôi chứ. Không còn cái nào hết. Bờm to lông thì nâu đậm, răng nanh thì sắc nhọn. Ê, người chính là sư tử Panthera Leo Melanocyta. Leo. Wow, là vua sư tử Leo hả? Chào ngươi nha Leo. Tên của ngươi hả? Để coi là mũi dậy. Xin chào. Các ngươi đừng đùa giỡn nữa, mau tìm đồ trang trí đi. Tìm thấy rồi. Tuyệt vời. Các ngươi chỉ biết chơi thôi, sao không có ai chịu giúp ta vậy hả? Chiri giỏi nhất mà, ngươi làm gì cũng đẹp. Đúng vậy, đỉnh của chóp luôn. Không được, của ta mà. Không được, của ta mà. Con giờ ngu ngốc đó, nó làm cái gì vậy hả? Thưa nữ hoàng. Nữ hoàng ơi, người nhìn kìa, con giờ đi qua chỗ khác rồi. Lần này nhất định phải tìm cho ra viên đá Asha. Nó lại đâu rồi? Nhóc đó là gì? Nhìn nó giống Jiri với lại Mori. Không lẽ chúng nó cùng một đội? Thuộc hạ tưởng nữ hoàng biết hắn là ai chứ. Sư tử thuộc họ mèo đó. Món ăn yêu thích của chúng là ngựa vằn. Và còn có linh dương đầu bò nữa. Ngươi biết nhiều thiệt. Đâu giống như ta, không có biết gì hết. Nhưng không sao, mình ngươi biết là đủ rồi đó.
cậu quá khen rồi. Gì đó, gì đó, hai người đang nói chuyện gì vậy? Vậy đang nói chuyện kiến thức, người không biết gì đâu. Chiri, Chiri à, người thích ta hơn hay là thích hắn hơn hả? Người thích ta hơn đúng không hả? Là tôi. Làm sao đây? Đừng nói linh tinh nữa, mau đi tìm viên đá đi. Trật tự đi. Ồn vậy sao ta nghe hắn nói thích ai hơn hả? Nói đi, thích ai hơn hả? Hả? Gì vậy? Đi đâu vậy? Nghe xong câu trả lời rồi hãy đi chứ. Ui, bực thật cái con voi này. Phải gì vậy chứ? Đây có thể là nơi mà chúng đã giấu viên đá Asha. Tiếp đi, mà tìm viên đá đi. Nè, làm gì vậy? Nè, người quậy phá ở đây đủ chưa hả? Ai kêu người vào đây chứ? Người mau khai thật đi. Dừng lại đi mà. Ủa hả? Lại bị tên đó phá đá đúng. Nữ hoàng, viên đá kìa, người nhìn đi, có đúng không? Viên đá. Nhột quá. Viên đá. Đúng là đó rồi, Asha của ta. Cuối cùng ta cũng tìm thấy viên đá Asha của ta rồi. Hóa ra viên đá được giấu ở đó. Chúc mừng nữ hoàng. Chúng ta mau đi lấy nó về thôi thưa nữ hoàng. Thế chờ nữa mà đi lấy nó ngay. Đã trễ như vậy rồi hả? Mai mình lại có cuộc hẹn quan trọng. Để ngày mai rồi hãy đi. Ngày mai chuẩn bị sẵn sàng rồi lấy cũng không có muộn, biết chưa? Giờ chúng ta phải ngủ thật ngon đã. Nữ hoàng à, rốt cuộc đống đồ ăn này để làm gì vậy chứ? Nặng quá đi à. Đúng vậy đó, làm sao có thể dùng đống đồ này để đổi lấy viên đá được? Đúng vậy đó, thà chúng tôi chia nhau đồ ăn còn hơn. Đúng là một lũ ngốc mà. Ta vất vả mang đống đồ ăn này đến đây không phải là để lấp đầy bụng của các ngươi. Bằng mọi cách chúng ta phải ép bọn chúng ăn hết đống đồ ăn này mới được. Sau khi no bụng thì bọn chúng sẽ lăn ra buồn ngủ ngay lập tức. Chúng ta chỉ cần chờ bọn chúng ngủ say thì hành động là được. Cho nên kế hoạch thành hay bại đều phụ thuộc vào nó hết, đó có biết không hả? Bà cầm thử đi rồi biết. Nữ hoàng Nê Phê đúng là nhất. Đỉnh của chó không ai bằng bà. Mới sáng sớm mà làm phiền quá vậy hả? Là bà thím này hả? Sao bà lên được đây vậy? Thôi được rồi, Chiri. Hôm qua ta hoàn toàn không biết đó là viên đá của người. Xin lỗi vì ta đã lỡ tay làm bể nó rồi. Nó bể rồi sao? Vậy chúng ta bắt tay làm quà đi. Gì vậy? Gì vậy hả? Mới sáng ra đã gặp bà rồi. Nữ hoàng Nê Phê, bà tới đây tính làm gì chúng tôi vậy? Mò màu quá. Nê Phê có thật là bà không vậy Chiri? Ta không thích bà ta đâu Chiri à. Là bà chị. Ta có món quà cảm ơn dành cho tất cả các người. Làm sao bây giờ đây? Nói đi, bà làm gì ở nhà chúng tôi hả? Chiri à, cứu ta với. Có mùi gì mà thơm vậy? Người đúng là đồ phản bội mà. Tất cả những đống đồ này là sao? Gì vậy? Mới sáng mà đã được ăn tiệc rồi hả? Người đoán đúng rồi đó. Đây là tiệc quà giải, là món quà chính mà ta đã chuẩn bị. Các người cứ ăn thật no nha. Tiệc sao? Thích quá đi. Chiri à, ngươi lại ăn đi. Biết bên trong có cái gì hay không mà cắm đầu ăn vậy hả? Chiri à,
bên trong chỉ là đồ ăn thôi hả? Ê, các người muốn ăn gì thì ăn đi, ta không ăn đâu. Cái này dành cho ngươi. Cuối cùng thì ta đã thành công lấy lại được viên đá thuộc về mình, viên đá huyền thoại Asa. Ngươi tại sao ngươi lại dám cướp viên đá của ta hả? Ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận khi dám chống đối nữ hoàng Nế Phê ta. Hai ngươi dám phản bội ta sao? Vậy thì đừng trách ta độc ác. Đã đến giờ rồi sao? Phải làm sao đây? Trễ giờ mất rồi. Các người hãy đợi đó, ta sẽ quay lại báo thù. Em đẹp hơn bất cứ viên đá quý nào mà anh từng thấy ở trên đời. Với em thì anh quan trọng hơn bất cứ viên đá quý nào. Tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu. Khoan đã, kẻ ngu muội chìm trong bóng tối kia, hãy chuẩn bị tinh thần ném sức mạnh to lớn của ánh sáng. Sứ giả của chính nghĩa chính là ta, Shiri. Trợ lý trung thành của ta đâu rồi? Siêu nhân Mori xuất kích đây. Tôn lệnh, đội trưởng. Siêu nhân Mori có mà. Ta hơi mạnh tay rồi thì phải. Ê, trời, nó phe phản diện mà, không có sao. Ta nghĩ là nó giận rồi. Bây giờ phải làm sao đây, Chiri? Dễ hẹt à. Nè Chiri số 2, người mau xuống đây chơi tiếp siêu nhân với bọn ta đi. Lần này ta sẽ cùng phe với ngươi, chịu không? Người mau xuống đây. Sao Chiri số 2 ngu giận được hả? Gì vậy trời? Buồn ngủ quá. Thôi hai ngươi cứ chơi tiếp với nhau đi, ta đi ngủ trước đây. Ha, bảo vệ Monster Mansion thì ngày hay đêm có gì đâu. Chiri số 2 à, mau đi thôi, bên ngoài xuất hiện rất nhiều quái vật khổng lồ kìa. Nữ hoàng à, rất vui được gặp người. Sao mà hai anh đi nhanh quá không chờ em gì hết? Không lẽ mình phải đi chung với ba cái tên bất tài vô dụng này hoài hay sao? Nữ hoàng ơi, chúng ta cùng chia nhau ăn cái này được không? Phải đi hóng gió một chút thôi,
Chứ đây nhìn ba tên này chắc ta già đi nhanh quá. Bánh mì ở đâu mà chân nóng như núi vậy nè? Núi bánh mì kìa, núi bánh mì. Đúng rồi ha, chính là nó, giỏi lắm Tư Ta Cha. Rau, rau. Trời đất ơi, tiêu ta rồi. Chuyện kỳ lạm thiết này là không lẽ nào. Có chuyện gì xảy ra vậy nè? Tự nhiên quên, mình còn phải đi thám hiểm nữa mà. Ngủ đạo quá. Chị Ri à, xin chào. Chuyện gì xảy ra vậy nè chị Ri à? Đám các ngươi không phải là ta nhớ là các ngươi rồi. Lũ tôi tăng ca lại kéo tới nữa rồi. Chị Ri à, chị Ri, chị Ri. Mình về phía của ánh sáng thì bóng đêm độc ác khổng lồ sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thế gian. Tất cả sẵn sàng chuyển mình ánh sáng Chiri, ta quyết không tha thứ cho các ngươi. Chiri à, tới đây, yeah. Mau do Asa của ta ra đây. Mau cho Asakuta ra đi. Chiri à, mau tỉnh dậy đi mà. Không biết cái tên này lấy sự tự tin ở đâu mà lao vào bọn chúng vậy. Tụi nó nói cái gì vậy hả? Ta có linh cảm là hôm nay sẽ gặp may cho coi. Ủa, là bọn nhóc đó kìa. Đúng bọn nó rồi, mà sao lại chạy về phía nhà của ta? Hình như đó là nhà của mấy chú tốt bụng để giúp đỡ mình. Cũng lâu rồi không gặp lại. Bộ ta ngủ quên hả? Cậu bị xỉu thì có. Nhưng mà sao ta lại ở đây? Maria, tôi đang đi đâu vậy? Dính liễu tới bọn nhóc đó mệt mỏi lắm. Mình phải chạy xa nhất có thể thôi. Mấy tên kia tụi có tên ai á? Chuyện gì vậy nè? Nè, đâu đi? Không được. Không thể bị bắt được.
chấp nhận nỗi đau của bọn Morichiri đó rồi. Nhưng mà sao tự nhiên bây giờ lại nghĩ đến anh Gunta vậy cả? Nè ba người, mau đi tìm hiểu cho ta. Sao tự nhiên ta thấy bất an quá vậy? Bọn ta không thích. Nữ hoàng nhẫn tâm làm vậy với chúng tôi thì không còn gì để nói. Nè bọn kia, thôi khỏi, không cần nữa. Ta sẽ đích thân đi kiểm chứng. Anh Gunta, anh có sao không vậy anh? Thật may là chúng ta không sao. Còn sao cái gì? Đại ca Gunta của ta bị bắt làm con tin rồi kìa. Giờ làm sao? Phải rồi ha. Nhưng mà đó không phải là điều mà chú muốn hay sao? Chú không được hèn nhát như vậy. Nhóc đang nói cái gì vậy? Thành thật mà nói thì ta cũng muốn muốn đại ca của ta chứ bộ. Ôi trời. Đại ca Gunta. Chú không phải đâu. Sao vậy? Sao vậy hả? Vào ra đây đi. Mau xuất phát. Có chuyện gì vậy hả? Mau xuất phát đi đâu vậy? Mau xuất phát đi. Mau xuất phát đi. Dừng tay. Xuyết chút nữa là lớn chuyện rồi. Cũng tại em và anh chúng ta mới bị liên lụy như vậy. Dừng lại. Tất cả dừng lại ngay cho ta. Không được. Anh Gunta ơi, thật không thể nào tha thứ cho cái đám này. Mau biến mất hết cho ta. Asha Squalalia. Không thể nào. Tên chị đi. Mau vào ra đây. Mau vào ra đây. Giao ra, giao ra cái gì chứ? Bỏ tôi ra. Ôi trời. Cứ ở đó mà coi. Hey, tiến lên tên lửa Chiri. Đây, vậy chúng ta biết làm sao với bọn chúng bây giờ? Ta trở lại đây. Chi đi sắp xếp. Ủa, mấy đứa biết bay hả? Chi đi à, ta biết ngươi sẽ quay lại mà. Chúng ta đi thôi. Nhưng mà Chi đi à, chúng ta đi đâu vậy hả? Ta cũng không biết nữa. Chắc là sẽ tới nơi sáp nhập được với tên lửa. Nhưng mà chỗ đó ở đâu vậy ta? Mặt trăng, chúng ta đi ăn bánh gạo hả? Hả? Suốt ngày ăn à? Cuối cùng vẫn là mặt trăng. Thả mặt trăng, thả mặt trăng. Thả mặt trăng ơi. Im đi, ngậm miệng lại. Đừng có kêu nữa. Kêu nữa là đám thỏ sẽ kéo tới thiệt đó. Biết không ạ? Đúng rồi ha. Miệng của mình. Chúng ta sẽ đem đám thỏ này về để chúng tiêu diệt bọn Tutanka. Nhưng mà trước tiên phải có trái cây mới được. Người có giấu một quả táo có đúng không hả? Ta ăn nó mất rồi. Để tôi coi. Tôi có đem theo vũ khí bí mật nè. Ê, cái đó mà ngươi nói là vũ khí sao hả? Món yêu thích của thỏ là cà rốt đó nha. Có thiệt là dùng cà rốt có thể thu phục được lũ thỏ đó không chứ? Nếu có cà rốt trong tay, bọn thỏ chắc chắn sẽ nghe lời chúng ta. Ngon vậy hả? Ta cũng muốn được ăn thử nữa. Đất chưa tới rồi. Ta là đất chưa.
nhưng mà nó đâu có ngon đâu. Khẩu vị của lũ thỏ này lạ ghê luôn á. Nhưng mà đám thỏ ở đây thì nó thích. Đứt vô cà rốt dạng tê. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, nghe không? Bình tĩnh đi, còn nhiều thời gian lắm. Vì ta là đứt vô cà rốt, ta sẽ đưa các người tới hành tinh đẩy cà rốt luôn. Trong các người, ai muốn đi theo ta tới đó thì mau giơ tay lên. Nếu như các người không có tay thì giơ lỗ tay lên. Hành tinh cà rốt ở đâu vậy? Hành tinh cà rốt không có xa như cậu nghĩ đâu. Cậu hãy tin tôi đi. Được rồi, chúng ta cùng xuất phát. Đi nào, đi nào. Không được. Là nói dối. Bạn của ta, trái cây, không trở về. Đừng lo, người nói hay ghê. Không sao đâu, không cần phải lo. Nè, ở hành tinh cà rốt có một đứt vô cà rốt bự ói là bự luôn. Ta sẽ cho các ngươi coi. Đứt vô cà rốt. Không, đi thôi. Dễ dụ thiệt á. Cà rốt. Cà rốt. Sao không gian im ắng quá vậy? Shhh, im lặng đi, coi chừng bị phát hiện bây giờ đó. Đó, làm gì có ai chứ. Thiệt vậy luôn á. Chuyện này là sao vậy hả? Bọn chúng đi hết rồi. Ở đi đâu vậy chứ? Thiệt lạ quá. Vậy thì tốt chứ sao? Chúng ta không còn phải lo gì nữa rồi. Quả nhiên. May mắn quá à, ta sợ bọn chúng lắm. May mắn hả? May mắn sao? Bây giờ phải làm gì? Chúng ta phải làm gì đây hả? Đâu cần làm gì đâu. Còn lũ thỏ ngoài kia kìa. Các ngươi định làm sao đây? Lũ thỏ thì sao? Chúng ta đem bọn thỏ về đây để làm cái gì? Sao chúng lại ở đây chứ? Chúng ta mang chúng về làm gì vậy Chiri? Thiệt là tức điên lên mà. Phải chính cậu đã kêu tôi đem bọn chúng về đây sao? Ta nói hồi nào hả? Chiri à, thiệt là đáng sợ quá. Trời ơi, làm ơn đi mà, ta cũng đang sợ lắm đó. Nếu bọn tu tên cả không có ở đây thì phải đuổi hết đám này đi. Giờ làm sao đây? Tại sao lại vậy chứ? Ủa?
chúng về đây cũng hợp lý ghê. Không đuổi đi nữa hả? Sao phải đuổi đi? Mau nhìn chúng kìa. Đã thấy chưa? Chiri nhà mình nói cái gì cũng đúng hết. Sao có thể đuổi chúng đi được? À, Chiri quá đỉnh. À, đúng rồi đó. Tu Tan Ca. Chiri số 2. Nè, ngươi đang nói cái gì vậy? Phỏng, phỏng, phỏng hay là gì? Ngươi ăn nói tào lao cái gì vậy hả? Bọn Tu Tan Ca đùng đùng ở đây, giờ tự nhiên biến mất không tìm thấy được. Thì ra là vậy hả? Hèn gì không thấy bóng dáng bọn chúng đâu hết. Ê, Chiri, cầu tài thiệt, hiểu được Chiri số 2 nói gì đâu. Rõ ràng là sợ thỏ mặt trăng nên mới bỏ chạy hết chứ sao? Đó, thì ra là vậy ha. Mà bọn Tu Tan Ca thấy thỏ mặt trăng từ lúc nào vậy? À, dù sao thì bọn chúng dọn dẹp rất tốt nên ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Chiri số 2 có thể yên tâm giao việc dọn dẹp cho bọn chúng hết. Cà rốt, hành tinh cà rốt. Cà rốt, hành tinh cà rốt. Cà rốt, 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 cà rốt. Nhân sự kiện màu nhả ra. Có chuyện nhả ra không? Người màu nhả ra trước khi người tiêu hóa anh quân ta của ta. Nhả ra, nhả ra, nhả ra, nhả ra. Thủ hoàng, ta đang làm cái gì vậy chứ? Gì mà ồn ào quá vậy?
Chiri à, lại là nữ hoàng đó, sợ quá. Trời ơi, sao cái gì cũng sợ vậy hả? Bà ta đang tính làm cái gì nữa? Sao người lại không chịu nhả anh của ta ra? Không lẽ là người... Người đã tiêu quá rồi sao? Anh của ta, anh của ta. Tất cả chuyện này là do hai tên Morichiri nhà ngươi. Khuôn mặt này hình như mình đã thấy ở đâu rồi. Điên thiệt chứ, bà ta muốn cái gì đây? Vừa mới xong vụ ở đàn xiếc, rồi lại tới vụ tu tan ca này nữa. Sao mà bà nữ hoàng đó cứ tới đây làm phiền chúng ta hoài vậy hả? Cứ ở trong giấc mơ đó luôn đi cho đỡ phiền à. Với lại chúng ta đã làm theo yêu cầu của bà ta rồi mà. Có tức không chứ? Yêu cầu hả? Đúng rồi ha, tất cả đều là do viên đá đó đó. Viên đá? Nếu để viên đá đó lại chỗ cũ, bà ta sẽ quay trở về giấc mơ. Đúng vậy rồi. Nhưng mà nó đã rải rác ở khắp nơi rồi, tìm về bằng cách nào đây? Nếu là đá quý thì... Đá quý hả? Có phải là cái này hả? Gì đây? Tôi thấy nó ở đâu vậy hả? Lần trước tôi đi hái quả thì tìm thấy nó đó. Màu đỏ nhìn rất hợp với tôi đúng không? Viên đá này hình như... trên chiếc nhẫn. Chành cha cha. Ủa thì ra là vậy. Ngươi làm giỏi lắm nhóc con à. Giờ chúng ta mau đi tìm hai viên đá còn lại thôi nào. Đi rồi. Ông ta định nói trước rồi mà. Một viên, hai, ba viên. Làm tốt lắm, đã thu thập đủ rồi. Nhưng mà chúng ta đưa bà ta vào lại giấc mơ bằng cách nào hả Chiri? Chắc chỉ cần gắn viên đá vào vị trí cũ trên quan tài của bà ta là được rồi. Cách này chắc là được đó. Nhưng mà để nữ hoàng quay về giấc mơ thì bà ta phải ngủ trong quan tài không phải hay sao? Đúng vậy ha. Mau làm thôi. Tiến lên. Tiến lên. Thành công rồi. Cuối cùng thì bà ta cũng đã quay trở lại giấc mơ rồi. Các ngươi vừa nói đưa ai quay về đâu chứ? Các ngươi dám nghĩ đến chuyện phong ấn đê phê ta sao? Sợ quá. Trời ơi trời. Mau giao viên đá ai sai cho ta. Cái gì vậy? Là thỏ khổng lồ sao? Là robot dọn nhà kìa. Là ngươi. Chiri số 2 là đất vua hả? Một đất nước không thể có hai vua được. Quyết chiến đi. Chiri, rôn của cậu. Viên đá ở của cậu nó phát sáng kìa. Viên đá? Viên đá Sakuta. Hôm nay nhất định ta phải lấy được viên đá Asha. Không sao chứ? Không sao đâu. Hết cử động rồi. Đất vua.
Đừng có đuổi theo nữa mà. Làm ơn đây. Con nhận trò này vui ghê luôn á. Mau đứng lại cho ta. Đưa viên đá Asha ra đây. Đó là rốn của ta mà. Cuối cùng thì viên đá Asha cũng đã quay trở lại tay ta rồi. Hãy đợi đó. Đức vua đã xỉu rồi. Mau lên. Còn nhìn gì nữa hả? Mau trả thù cho hắn đi. Trả thù hả? Tìm lại cái rốn cho ta nữa chứ. Trả thù. Mấy con thỏ vật ố đáng ghét này là sao chứ? Ở đâu ra vậy? Đồ đáng ghét. Làm tốt lắm Chiri số 2. Các người tưởng sẽ thắng được ta hay sao? Đúng là Chiri số 2. Tuyệt vời lắm. Bây giờ thì đưa cái rốt của ta đây. Chuyện gì vậy hả? Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả? Giỡn mặt với ta hả? Thỏ khổng lồ nổi giận cho. Thỏ khổng lồ nổi xong xót rồi. Nổi giận rồi nha. Trả viên đá Asha cho ta. Tạm biệt. Sao mình cứ lặp đi lặp lại hoài vậy? Cái bọn đáng ghét này. Trời đất ơi, thiệt là xấu hổ quá đi. Một người vĩ đại như ta mà lại bị con nhân sư. Nê Phê yêu dấu.
Yeah.